Hello mọi người, xin chào mọi người ạ. Thì hôm nay em giới thiệu với mọi người một loại cây. Đây ạ, đây là cây vạn lộc trắng nhá mọi người. Thì cây vạn lộc trắng này thì là một loại cây mà được nhắc đến khi mà mọi người hầu hết là sẽ chỉ biết về cái đến cây vạn lộc trắng có màu sắc hồng rực rỡ, hay tạm gọi là cây vạn lộc hồng, vạn lộc đỏ nó. Đó. Thì ít ai biết đến cái phiên bản cây vạn lộc trắng như thế này thì hiếm khi thấy đúng không ạ? Thì vài nơi còn hay gọi cái cây này là cây vạn lộc xanh. Nhưng mà thì thật ra cây này là cây vạn lộc trắng nhá, có viền xanh ở ngoài thôi mọi người ạ. Và cây vạn lộc trắng này thì có thân hình nhỏ này, ngắn và tròn. Đây, đúng không ạ? Đó. Và cái thân của nó chứa rất là nhiều màu sắc nổi bật, như là pha trộn với cả màu trắng và màu xanh. Và viền lá, cuống lá của nó thì có màu, cuống của nó thì màu tròn và màu xanh ở viền lá như thế này. Đó mọi người ơi, bên trong viền lá thì sẽ có chủ đó, hoàn toàn là màu xanh. Và bên trong phiến lá xuất hiện những đốm nhỏ màu trắng dày đặc như thế này, tạo cho cái sự ấn tượng này, tạo cho cái sự ấn tượng và đẹp mắt khác lạ cho cái cây vạn lộc trắng này. Và cái cây này thì mọc đều ở các hướng như thế này nhá mọi người. Và chúng có phần cuốn lá dài ôm trọn gốc và chúng rất là cứng cáp và nâng đỡ được lá. Lá của cây vạn lộc trắng này thì rất là dày nha mọi người, dày và hề có hình bầu dục. Ngọn của lá thì nhọn và thuôn dày như thế này. Đó. Đó mọi người ơi. Tuy nhiên thì cây vạn lộc trắng này thì đôi khi lại bị nhầm lẫn khá là lớn với cây ngọc ngân. Cây ngọc ngân nha mọi người. Bởi vì cái màu sắc của nó khá là giống nhau đến 90% cơ. Đó. Điều là một loài cây có khả năng có hoa, ra hoa nhá. Và nếu các bạn mà chịu quan sát một tí ấy, thì sẽ quan sát kỹ hơn thì sẽ nhận ra rằng là cây vạn lộc trắng có hình bầu dục và tán lá của nó to khác hẳn so với cả cây ngọc ngân nhá. Cây ngọc ngân lá của nó thì lá thon và dài hơn, và hoa của cây vạn lộc trắng thì cũng to hơn, có mô hoa bọc ở bên ngoài màu xanh, và chu kỳ ra hoa thì sẽ là tầm 3-4 tháng một lần nhá mọi người. Và còn hoa của cây ngọc ngân thì hiếm khi thấy hơn, mô hoa thì có màu trắng. Mình có cây ngọc ngân ở đây thì mình sẽ so sánh cho các bạn thấy là cây ngọc ngân và cây vạn lộc trắng như thế nào. Đây ạ. Đây là cây ngọc ngân nha mọi người, còn đây là cây vạn lộc trắng. Thì hai cái này mà mình so sánh với nhau thì quá là khác biệt rồi đúng không? Nó không có gì gọi là phải nhầm lẫn cả. Tại vì cây ngọc ngân thì nó sẽ có kiểu là loang lổ màu xanh và trắng pha lẫn nhau như thế này. Còn cây ngọc ngân trắng thì cây vạn lộc trắng thì nó có viền màu xanh và đa số là phần lá màu trắng nó sẽ nhiều hơn nhá mọi người. Thì mọi người lưu ý nhá. Mọi người lưu ý là hai loại cây này là hai loại cây khác nhau. Đó. Lá của cây ngọc ngân này thì nó dài hơn này. Còn lá của cây vạn lộc trắng này thì nó tròn đầy hơn, nó bầu dục hơn. Thì đấy là hai loại cây mà mọi người hay nhầm lẫn đó mọi người ơi. Đó. Và cây vạn lộc trắng này thì nó có mang ý nghĩa phong thủy là mang cái dáng vẻ thanh tao này, và sang trọng một cách trong cách bày trí, là một loại cây tượng trưng cho tài lộc và may mắn, đồng thời mang lại phát đạt cho mình và hưng thịnh cho gia chủ nha mọi người.
Và loại cây vạn lộc trắng này thì sở hữu cái dáng vẻ bên ngoài cũng như là giống vạn lộc hồng, và chỉ khác nhau ở phần màu sắc là chủ đạo nhá, màu sắc. Và không chỉ vậy thì ý nghĩa phong thủy của cây vạn lộc này dù tương đồng nhưng mà vẫn có sự khác biệt nhất định nhá. Về trong sự nghiệp thì cây vạn lộc trắng này người ta thường trồng cây vạn lộc trắng để nhằm mang lại phong thủy cho gia đình hay là thuận lợi trong việc làm ăn. Và cây vạn lộc trắng này mang ý nghĩa may mắn, tài lộc, thịnh vượng cho chúng ta nhé, cho bạn nhé mọi người. Không chỉ thế, cái tên vạn lộc trắng này cũng mang theo cái ý nghĩa tốt lành, mang nhiều tiền tài cho gia chủ và thường được sắp xếp và một nhóm cây tài lộc người người và mà rất là nhiều người săn đón nhá. Và ý nghĩa trong tình cảm của cây vạn lộc trắng này thì mang cái tên này ý nghĩa là thường được chọn làm món quà ý nghĩa cho những người thân yêu và những người quan trọng trong những dịp lễ Tết nè, sinh nhật hay là mừng tân gia và những cái lễ đặc biệt mà mình muốn tặng đó, thì như một cái lời gửi gắm mang đến cho người nhận hàng vạn điều may mắn thuận lợi trong cuộc sống. Đó là ý nghĩa trong tình cảm của cây vạn lộc trắng này nhá. Với sắc xanh trắng hòa quyệt bắt mắt như thế này từ tán lá cây vạn lộc trắng thì đi kèm với cả cái bình như thế này mọi người ơi, cái bầu như thế này được trồng trong này thì đi kèm đó với làn lá trong veo tạo nên một cảm giác tươi mát đầy sức hút nhá mọi người. Ngay từ khi nhìn là mình đã thấy thích và thấy mê rồi đó. Đồng thời cây vạn lộc trắng này còn có thể thanh lọc không khí nhá, mang đến cho gia đình của chúng ta một bầu không khí trong lành này, thư giãn và giúp cho và giúp hấp thụ các chất hữu cơ cũng như là các chất gây độc hại, nâng cao sức khỏe cho cái gia đình, cho gia đình của mình nhá mọi người. Thì theo phong thủy thì cây vạn lộc trắng này thì hợp với cả mệnh thủy và mệnh kim nhá. Vì cây vạn lộc trắng này có màu sắc xanh với những đốm trắng. À, màu sắc đấy. Nên là trong phong thủy được xác định là có một màu đặc trưng là màu trắng. Mà màu trắng thì tương hợp với những thuộc tính như là kim này, cũng tức là cây này tương hợp với cả người mệnh kim. Bên cạnh đó thì nếu là xét về một mối quan hệ thì sinh khắc thì trong ngũ hành thì cái cây kim hay là thủy này, nên về mặt tương sinh thì cây vạn lộc trắng này có tương sinh với cả người mệnh thủy đó, nên là cái cây vạn lộc trắng này hợp với cả người mệnh thủy và mệnh kim đó mọi người ơi, thì mọi người chú ý nhá. Và đương nhiên là các mệnh khác thì nó cũng sẽ không tương khắc đâu, nhưng mà phù hợp nhất là mệnh kim và mệnh thủy thôi mọi người ạ. Còn các mệnh khác mà muốn trồng cây này thì vẫn được nhá mọi người, vẫn trồng rất là tốt. Và về tuổi thì cây vạn lộc trắng này thì hợp với cả tuổi Dần và tuổi Mẹo, Sửu. Sở hữu một chậu vạn lộc trắng trong nhà thì sẽ mang lại cái cảm giác yên bình này, không khí giúp cho, không chỉ giúp cho gia chủ một cảm giác bình yên này mà còn thu hút được tài vận và mà xua đuổi được những cái điều thị phi không may mắn nữa đó. Và cách chăm sóc của cây vạn lộc trắng này thì ngoài những việc mà mình tưới nước hàng ngày cho cây là 1-2 lần một tuần và có thể nhiều hơn là 3-4 lần một tuần vào những ngày nắng nóng của mùa hè, thì các bạn nên đưa cây ra hứng ánh nắng liên tục trong vòng 2 giờ vào mỗi buổi sáng, khung giờ từ 7 giờ đến 10 giờ để giúp cho cây có thể tốt hơn và ra hoa đều đặn hơn nhé.
Thì đấy là một số cái thông tin mà mình chia sẻ với mọi người. Thì mang cả cái cây vạn lộc trắng này thì giống như là mang cả thiên nhiên xanh thoáng mát qua những chậu cây xinh xinh và trồng với những phương pháp trồng như thế này. Đấy, rất là bền này, sạch sẽ và rất là dễ chăm sóc. Còn chần chừ gì mà các bạn không mau không chọn cho mình một cây chậu vạn lộc trắng xinh như thế này mọi người ơi. Rất là đẹp đó. Thì mọi người mà có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ số điện thoại và số địa chỉ mà mình để ở đây. Mọi người có thể liên hệ chú gọi trực tiếp cho mình sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn và mình sẽ có rất là nhiều ưu đãi cho các bạn nhanh tay nhất gọi cho mình nhé mọi người. Đó thì cái clip này thì cũng kết thúc tại đây thôi mọi người ơi. Nếu mà mọi người muốn tìm hiểu kỹ hơn hoặc là các bạn có thắc mắc gì mọi người có thể gọi cho mình nhá, mình sẽ luôn luôn nghe điện thoại và mình sẽ tư vấn cho mọi người nhá. Vâng, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.